Ờ, cái đó cái lý nó chia sẻ ghê. Chia sẻ rồi bên chung mấy trăm lượt chia sẻ nữa. Dữ vậy? Rồi sao nãy nghĩ video cái của em là 2.8 chia sẻ. Mày rồi, đó. Em mà nhảy đẹp đẹp tí là giờ nổi tiếng không? Mày nổi thì cũng mà cần 15 lượt theo dõi. Của em được 3 lượt chia sẻ là em mừng. Hello, xin chào mọi người. À, lâu lắm rồi thì cho em mới livestream lại. Hồi nãy thì cả gia đình ai cũng hát cái bài quăng ta cây bon thì không tao mép Diệu Nhi bây giờ thì con yêu mẹ được. Ôi, nghe chưa, Nguyễn Thị Diệu Nhi đúng không? Trần Thị Diệu Nhi, mày nghe chưa? Anh Tú hỏi Diệu Nhi là ai? Yumi và livestream mẹ. Lâu lắm rồi thì Trang không có livestream. Tại vì cũng hơi bận. Nhưng mà hôm nay đông đủ mọi người ở trong gia đình là số 1. Cho nên là... Như gì vậy anh Trung? Không phải bận đâu mà lâu lắm rồi chưa có tiền đóng 3G. Anh kỹ quá, em có wifi mà. Thì hôm nay mọi người tập trung ở đây rất là đầy đủ. Cho nên là cả gia đình mới làm một cái clip là quăng cây bon mà không ngờ được cái hiệu ứng rất là cao. Mọi người chia sẻ rất là nhiều. Cộng đồng mạng hả? Cộng đồng mạng đúng không? Rồi, cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng hiệu ứng rất là nhiều. Trang thấy cái lượt chia sẻ nó nhiều quá. Cho nên là tiếp theo thì Thu Trang sẽ cùng với lại gia đình là số 1 sẽ làm những cái clip mới. Để mà ví dụ như là quăng tao cái xô. Quăng tao cái xô. Thực sự thì ngày hôm nay sao mày cũng nói cái bô á. Quăng là xuống lầu ba đi. Thực sự ngày hôm nay cũng muốn là thích vì những cái tin đồn nói rằng Tú và chị Trang yêu nhau. Hả? À, có không? Sao lại không mày? 500 anh em ma. Họ đâu biết. À, 500 anh em ma đúng rồi. Thì sao? Thì thực sự thật á. À, là sao? Thật mà. Em với chị á. Anh Lục ơi. Mọi người ơi. Đi ra coi. Mọi người ơi, sao không ai nói gì? Chuyện tình cảm của phải bay tiếng Lực vậy? Mọi người ơi. Trời chết anh Lực lên. Kiều Minh Tuấn, chị tắt điện thoại rồi mở điện thoại lại đi chị. Chi vậy Kiều Minh Tuấn? Từ sau trong đôi mắt này, anh hờ hững như không yêu bao ngày. Đã thương anh mến anh, cơ sao là quẻ với anh người ơi. Chưa kiểu mình tốn qua đà này đóng chim nhầm cái quay chị ơi, chứ chị mà cứ like chim vậy làm sao quay chị. Chưa quay đang xét đêm mấy thằng quỷ thôi. Và bây giờ là Trang và toàn thể gia đình số 1 sẽ hát một bài hát để phục vụ cho quý vị khán giả. Bài hát được mang tên Quăng ta cây bon. Nữa hả? Bon nãy quăng rồi. Bây giờ mình hát bài quăng ta cái bô được không? Chưa cái bon mà nãy quăng rồi. Rồi bây giờ hát không? Tú! Rát! Bô đâu? Quăng tao cái bông. Quăng tao cái bông. Tao không đưa ly mà cứ bưng hoài. Nóng quá sao thì đưa em mặc áo này nóng vậy? Ghim đẹp trai kìa. Ai ghim vậy? Diệu Nhi hả? Diệu Nhi không có ở đây. Hôm nay cô giáo Diệu Hiền không có ở đây. Mấy cút chơi Jin nha các bạn. Đây bạn gái của Jin đây. Hello. Bạn gái Jin rồi mới đi qua kìa. Mày à. Giờ hát bài gì? Các bạn yêu cầu đi nhá. Bây giờ có ai yêu cầu gia đình là số 1 hát bài gì không? Cuộc sống. Bài gia đình số 1 đi. Gia đình là số 1 đừng lọt qua số 2. Gia đình là số 1 đừng lọt qua số 3. Cả nhà ơi, ngày 20 nhớ đi ốp fan gia đình là số 1 nha. Ở Vivo City, quận 7 nha, mọi người. Các bạn nhớ đi các bạn. Ngày nào, ngày nào. Gia đình là số 1 đừng lộn qua số 2 nha các bạn. Lúc mấy giờ? Vào 2 tháng 4 vào lúc 13 giờ thì gia đình số 1 sẽ có một buổi ốp fan ở Vivo City, quận 7. Mọi người nhớ tới để mà quẩy banh cùng với gia đình nha. Bữa đó thì mình sẽ hát bài Quăng ta cái bô. Tao đã quậy mà bảo vệ các bác là tự mọi người chịu cho tụi tôi lo. Tụi tôi không chịu nha. Quay nào, không hề có trách nhiệm. À, xuống xét ha. Bây giờ xuống xét cho mọi người coi dưới xét. Bữa nay quay ở dưới bếp. Trừ Minh ra là tất cả mọi người xuống. Minh lại.
không có. Chị tha sao? Gia đình xuống dưới tha luôn. Đây, lịch. Hôm nay quay cầu tới khuya mới xong lận cả nhà ơi. Cho nên là bây giờ mọi người giỡn nhau lấy tinh thần. Ô, để quay không có mệt. Ô ô ô ô. Mọi người ăn gì chưa? Mọi người ăn tối chưa? Ô bánh xèo. Đây. Đó rồi, ba đó ba chồng nữa đó. Còn má chồng nữa nè. Đó, ba Nguyễn thì bé Nam. À chị ruột ngồi đó thôi, ok ok tâm ruột. Em ngồi đâu vậy? Em ngồi đâu? Em gắn ở đây. Lộc ngồi đây Lộc. Chỗ là mà không ngồi mà đây bị đuổi. Bà Hùng vô rồi anh. Ông Hùng vô. Trang ơi kêu tên. Kêu tên anh đi Trang Trang. Ngọc Hương, Ngọc Hương, Ngọc Hương. Ngọc Hương, Ngọc Hương, Ngọc Hương. Tất cả những điều rồi không? Hai đứa chờ thằng Minh lâu vậy mà không chán hả? Dạ Lâm đi ngang cho ông. Lâm nói Mận, ăn ké sao mà chán được ba? Ba coi đó, chát như heo vậy đó. Bánh xèo. Quay cảnh bếp cho nên là bữa nay nguyên ngày nay toàn là ăn không à. Ông ấy con dọn qua đây ở luôn đi. Bà Hùng nha, cứ kêu tên hoài nha. Lâm ăn trực đi con. Trang gì mà Trang. Tên hay quá bà, ê Lâm ăn trực đồ ham ăn. Tên hay quá bà, Lâm ăn trực đồ ham ăn. Cơm gà luộc của mẹ đây. Cơm gà luộc của mẹ đây. Mẹ có muốn ăn gà chiên không mẹ? Gà quay không mẹ? Còn nè, em có quay nè, đang quay nè. Nguyên ngày nay là toàn ăn không á. Mình không bao giờ sợ đói. Ăn no cầm không. Cứ quay cảnh nó như thế mà còn mình.